Những cặp vợ chồng sau về cứ đi cưới là dịp hàng cô dâu chú rể. Nhìn Trương Quỳnh Anh, Tim hay thấy Thành Thúy Diệm xuất hiện trong đám cưới, cô dâu chú rể nào cũng khóc ròng. Thúy Diệm Thế Thành có lẽ là cặp đôi khách mời đáng gờm nhất showbiz mỗi lần đi đám cưới, bởi đi làm khách mà còn đẹp hơn cả phần cô dâu và chú rể. Lương Thế Thành dìm hàng chú rể của Nguyệt Ánh, Thúy Diệm cũng khiến nhiều cô dâu lép vế khi đứng cạnh mình, đi đám cưới mà vợ chồng lồng lộn như trên thảm đỏ. Dù suốt ngày đi dìm hàng vợ chồng nhà người ta, cặp đôi Thúy Diệm Thế Thành cũng bị cặp Thanh Bình Ngọc Lan dìm tới bến trong đám cưới của chính mình. Ngọc Lan còn chọn bộ váy trắng ở hôn lễ của Quang Tuấn và Linh Phi. Tim và Trương Quỳnh Anh cũng là cặp đôi khách mời nguy hiểm trong mọi đám cưới, bởi vì nguy cơ khiến nhân vật chính lép vế rất cao, nhất là khi Trương Quỳnh Anh ăn mặc gợi cảm như thế này. Không ai bằng Việt Huê với bộ váy ren xuyên thấu khu ngực đầy. Lần nào đi đám cưới, vợ chồng Lý Hải Minh Hà cũng đẹp tranh phần chú rể và cô dâu. Khách mời lộng lẫy thế này thì chủ nhân buổi lễ sao mà vui cho nổi. Đăng Khôi, Thủy Anh dù là nhân vật chính nhưng lại lọt thỏm giữa vợ chồng Tuấn Hưng. Cặp đôi này đi cưới ở đâu là nổi bừng bật ở chỗ đó. Tròn 44 năm ngày mất, người Hồng Kông thổn thức vì nhớ Lý Tiểu Long. Ngày 20 tháng 7 năm 1973, Lý Tiểu Long ra đi, để lại sự tiếc thương vô vàn cho người ở lại. Người dân Trung Quốc vẫn nói lễ tang năm đó của Lý là duy nhất tại showbiz. Ngày 20 tháng 7 năm 2017, thế giới chấn động khi thủ lĩnh Linkin Park treo cổ tự tử ở tuổi 41. Tại Trung Quốc, người ta không chỉ nhắc đến Twitter mà còn nhớ về Lý Tiểu Long. 44 năm trước, ngày 20 tháng 7 năm 1973, Lý Tiểu Long qua đời trên giường ở nhà người tình, nữ diễn viên Đinh Bội. Khi đó, người sáng lập Triệt Quyền Đạo mới 32 tuổi. 44 năm qua đi, nhưng với người Hồng Kông, Đại Lục, Đài Loan, họ vẫn nhớ về Lý Tiểu Long. Vài ngày qua, người ta lại nhắc về ngôi sao võ thuật như nhân vật chỉ có một trong ngành giải trí. Họ nhớ về thần tượng theo những cách khác nhau, đăng tải hình ảnh cùng tư liệu liên quan đến Lý Tiểu Long như một lời chào dành cho người đã mất. Lễ tang chấn động Trung Quốc. Chỉ có Lý Tiểu Long mới khiến người Hồng Kông khóc như vậy là tiêu đề hàng loạt chia sẻ trên mạng xã hội. Lễ tang diễn ra vào ngày 25 tháng 7 năm 1973, chứng kiến sự bế tắc của Hồng Kông theo đúng nghĩa đen. Chính quyền Hồng Kông lúc đó tổ chức lễ tang theo nghi thức cấp cao, đặc cách sau những đóng góp của ngôi sao võ thuật. Ngay bên ngoài nhà tang lễ là hàng chục nghìn người xếp hàng mong được vào nhìn Lý Tiểu Long lần cuối. Lễ tang Lý Tiểu Long mở rộng cửa cho tất cả ai yêu quý anh. Bên dưới tấm di ảnh, vòng hoa tưởng nhớ là quan tài bằng đồng mang theo thi thể nam diễn viên. Quan tài mở nắp phía trên và ai cũng có thể vẫy chào tạm biệt Lý Tiểu Long. Trên khắp các con phố hướng về Cửu Long là hàng dài người hâm mộ kính hai bên đường. Toàn bộ lực lượng cảnh sát Hồng Kông được huy động để giữ trật tự. Hồng Kông phồn hoa nhộn nhịp như đã ngừng lại để đưa tiễn Lý Tiểu Long. Năm đó cảnh sát làm việc quá tải vì những người quá khích. Họ khóc gào thét và họ hỏi tại sao anh lại qua đời đột ngột như vậy. Nước mắt chúng tôi tiễn đưa một huyền thoại. Gần 50 năm trôi qua vẫn chưa có người thứ hai. Một người chứng kiến lễ tang Lý vào 44 năm trước chia sẻ lại. Người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc. Tờ báo đánh giá Lý Tiểu Long là người có công bảo vệ tôn nghiêm võ học Trung Quốc, quảng bá văn hóa nước này đến với thế giới. Lý cũng là ngôi sao người Hoa đầu tiên được gắn sao trên đại lộ Hollywood. Lý Tiểu Long còn có công trong việc đưa tiếng Anh vào cung phu. Thế giới biết đến phim điện ảnh Trung Quốc qua Lý Tiểu Long. Những người như Lý Liên Kiệt, Châu Tỷ Lợi, Chân Tử Đan, Thành Long hay Ngô Kinh đều chỉ là kẻ thừa kế phong cách cung phu của Lý Tiểu Long. Tờ Sohu nhận định, một điều nữa khiến huyền thoại 32 tuổi sống mãi trong lòng người Trung Quốc là tư tưởng triết học thấm nhuần trong võ học. Lý Tiểu Long sinh thời đã viết vài cuốn sách nói lên mối quan hệ giữa võ học cùng triết học. Đây là điều chưa đại sư võ thuật nào làm được. Hơn 40 năm vẫn đi tìm nguyên nhân cái chết. Cho đến giờ, nguyên nhân về sự ra đi của ông vua võ thuật họ Lý vẫn để lại dấu hỏi lớn trong lòng khán giả. Đinh Bội bị đặt nghi vấn gián tiếp gây ra cái chết của thần tượng điện ảnh. Từng có nguồn tin cho rằng bà là nội gián của tổ chức xã hội đen có tiếng ở Hồng Kông trong chiến dịch giết hại Lý Tiểu Long. Đinh Bội là nữ diễn viên Đài Loan nhưng sang Hồng Kông lập nghiệp từ năm 1967. Lúc này bà quen biết với Lý Tiểu Long khi cả hai đóng chung trong một bộ phim. Mặc dù anh có vợ con ở Mỹ, họ vẫn lén lút qua lại. Một năm sau khi yêu bà, Lý Tiểu Long qua đời.
Trong cuốn tự truyện mang tên Lý Tiểu Long và tôi, thời gian ấy, nửa đời tu hành, cả đời hoài niệm, Đinh Bộ đã thanh minh chuyện quá khứ. Bà kể trong đêm định mệnh, bà cùng Lý Tiểu Long và đạo diễn Châu Văn Hoài đang bàn bạc kịch bản bộ phim mới. Được một lát, Lý đau đầu và vào phòng riêng nghỉ ngơi. Không ngờ vài tiếng sau Lý Tiểu Long bất tỉnh và tắt thở. Trước câu hỏi bà đưa thuốc có chất khiến Lý Tiểu Long dị ứng vì thế mà qua đời, Đinh Bội phủ nhận, bà nói có một đạo lý ở đời, đó là không người nào trên thế giới này sẵn sàng hại chết người mình yêu thương nhất. Nữ diễn viên tâm sự, mọi điều suy diễn đều chỉ là hư cấu do tình cảm thương mến của người hâm mộ không chấp nhận thực tế. Sự ra đi năm ấy của Lý Tiểu Long chỉ đơn thuần là vì bệnh tật. Vợ sắp cưới của Bảo Duy, tôi khá khôn ngoan trong chuyện tình cảm. Bị chê ngu mới lấy Bảo Duy, Thúy Anh đáp trả, cô không dại ôm cái khổ nếu chồng sắp cưới là người xấu như lời đồn. Mới đây Bảo Duy, chồng cũ của diễn viên Phi Thanh Vân, chia sẻ với báo chí rằng sắp tái hôn với bạn gái Việt Kiều Australia là chị. Chị có thể chia sẻ một chút về bản thân để xua tan những tin đồn về tình mới của Bảo Duy. Tôi tên là Thúy Anh, định cư ở Australia đã gần 20 năm. Tôi là con thứ trong gia đình có 6 anh chị em và hiện có công việc liên quan một chút đến làm đẹp ở Australia. Tôi yêu thích công việc hiện tại và luôn bận rộn với nó. Đám cưới của tôi và Bảo Duy sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 tới tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vừa về Việt Nam, một phần để chuẩn bị cho ngày trọng đại, một phần cũng vì công việc. Lần này về, tôi chỉ ở lại được vài hôm. Về đám cưới tôi cũng dễ lắm, không quan trọng sang trọng hay rình rang. Duy muốn tổ chức thế nào tôi để anh toàn quyền quyết định. Người con gái nào khi lấy chồng cũng muốn có một đám cưới như mơ. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi không có tính bon chen sân si, không đòi hỏi sao cũng được, miễn là chân thành. Tôi sống thiên về tình cảm, anh Duy cũng vậy nên hai đứa hợp nhau. Chuyện tình của chị và Bảo Duy bắt đầu ra sao? Tôi vô tình đọc được trên báo chuyện lùm xùm sau vụ ly hôn của Phi Thanh Vân và Bảo Duy. Trước đó tôi chưa biết Bảo Duy là ai và chủ động gửi lời mời kết bạn trên Facebook để nhắn tin hỏi thăm, an ủi anh ấy. Trong câu chuyện này, nhiều người nghĩ Bảo Duy là người xấu nên Vân mới vậy, nhưng tôi lại thấy khác. Tôi cho rằng anh không hoàn toàn như vậy. Thấy hoàn cảnh như thế tôi cũng muốn chia sẻ như người bình thường thôi. Ban đầu tôi nghĩ chắc anh không trả lời, nhưng không ngờ một hai hôm sau, Bảo Duy hồi âm cảm ơn. Tôi khuyên anh đừng buồn, từ từ rồi sẽ qua. Mỗi lần nói chuyện chúng tôi hỏi thăm công việc của nhau, chia sẻ mọi chuyện. Tôi và Bảo Duy không nói chuyện được nhiều, chỉ tranh thủ những lúc rảnh. Một thời gian sau, anh chấp nhận lời mời kết bạn qua Facebook của tôi. Cả hai là bạn bè bình thường được khoảng 2 tháng rồi mới hẹn hò. Lúc mới quen nhau anh chảnh lắm, nói chuyện qua lại một thời gian, tôi mới có dịp gặp trực tiếp anh sau lần về Việt Nam xem xét cơ hội hợp tác. Ấn tượng đầu tiên của tôi là hôm đó trời mưa ngập đường. Tôi đi taxi và bị lạc nên mất hơn 2 tiếng mới tới công ty anh. Đến nơi, tôi thấy anh đi xuống mở cửa ôm nhẹ và hôn lên má tôi, kiểu xã giao bình thường. Anh tiếp đón tôi lịch sự và vui vẻ. Tôi ấn tượng với cái ôm đầu tiên, chứ không phải vì vẻ điển trai của Bảo Duy. Tôi không dễ bị vẻ bề ngoài thu hút. Nhiều người nói tôi mê Bảo Duy vì đẹp trai, nhưng thực sự không đúng. Thời điểm anh chị công khai mối quan hệ tình cảm cũng chính là lúc vụ ly hôn của Bảo Duy ồn ào nhất. Chuyện riêng tư của Bảo Duy có ảnh hưởng như thế nào tới quyết định trở thành người yêu anh ấy của chị? Chuyện riêng của Bảo Duy cũng ảnh hưởng tới tôi một chút. Tôi chỉ là một người kinh doanh bình thường, nhưng khi mọi người biết tôi quen Bảo Duy, họ có ý kiến trái chiều. Có người ủng hộ và có người không ủng hộ, nhưng ai không ưa thì nói anh ấy bằng những từ khó nghe. Lúc quen Bảo Duy tôi cũng biết điều đó rồi, vấn đề là chấp nhận hay không thôi. Ban đầu tôi cũng có suy nghĩ, tuy nhiên nhờ trò chuyện và chia sẻ nhiều với Bảo Duy nên tôi hiểu anh. Sau đó tôi không còn vấn đề gì lăn tăn nữa nên mới quyết định lấy anh ấy. Các anh chị em của tôi ở nước ngoài không có ý kiến gì về quyết định này, họ tôn trọng quyền riêng tư và sự lựa chọn của tôi. Duy chỉ có một người làm chúng tôi mất nhiều thời gian thuyết phục, đó là mẹ. Lúc đầu bà không đồng ý vì mới chỉ nghe một chiều chuyện của Bảo Duy và Phi Thanh Vân. Bà chưa đồng ý vì muốn có thời gian hiểu anh thêm. Mẹ sợ Duy là người không tốt thì con gái mình sẽ khổ. Hơn nữa bà cũng lo không biết Duy có sẵn sàng đến với tôi không. Mẹ tôi không dễ thuyết phục và chấp nhận ngay đâu. Tôi tốn thời gian để giúp mẹ hiểu anh Duy hơn. Ngoài ra anh Duy cũng chịu khó nói chuyện với mẹ để bà từ từ đồng ý. Bảo Duy chưa sang Australia gặp gia đình tôi vì hiện tại anh mới mở công ty nên rất bận. Anh nói chuyện với mẹ qua điện thoại, thuyết phục bằng cách mưa dầm thấm lâu. Bây giờ thì bà rất quý và thương con rể tương lai.
Trong giai đoạn Bảo Di gặp khó khăn vì hôn nhân tan vỡ, công việc bị ảnh hưởng, chị làm cách nào để động viên an ủi bạn trai khi hai người ở cách nhau quá xa? Ở xa nên chúng tôi chỉ điện thoại hỏi thăm nhau, nhưng vấn đề nào anh cần chia sẻ tôi sẽ cho ý kiến hoặc an ủi. Những khi anh buồn và cần có người yêu bên cạnh, tôi lại bay từ Australia về Việt Nam thăm anh. Nhiều người nói chúng tôi yêu vất vả, nhưng tôi không thấy thế. Tôi đã chấp nhận rồi thì không gì là khó khăn nữa. Duy chỉ tốn thời gian di chuyển. Tôi mất 12 đến 13 tiếng ngồi máy bay mới về tới Việt Nam. Một ngày chúng tôi gọi điện cho nhau rất nhiều, anh xong việc sẽ gọi cho tôi và ngược lại. Sáng nào ngủ dậy, Duy cũng nhắn tin báo cáo, chồng dậy rồi vợ yêu à, sau đó mới làm việc của mình. Không ở gần nhau nên chúng tôi ít có cơ hội hẹn hò. Lần đầu tôi về gặp anh ít hôm, còn lần thứ hai được hơn một tuần. Cả hai hay ngồi nói chuyện ăn uống cùng mẹ. Hôm đi Đà Lạt chơi tôi bị ốm bất ngờ, anh Duy lăng xăng lấy khăn và làm đủ thứ vì lo cho tôi. Anh chạy đi mua thuốc lúc trời còn tờ mờ sáng, còn ngồi cạnh vỗ về tôi. Khi đó tôi có cảm giác như trẻ con 6-7 tuổi được ba chăm sóc lúc ốm. Tôi hạnh phúc vì biết anh yêu thương mình thật lòng. Nhiều người cho rằng Bảo Duy vội vàng khi vừa ly dị vợ chưa lâu đã tái hôn. Quan điểm của chị về vấn đề này như thế nào? Tôi nghĩ quyết định trở thành vợ chồng của chúng tôi không hề vội vàng. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn chọn đúng người, đúng thời điểm. Trong mắt tôi, Bảo Duy là người rất tình cảm, sống có đạo đức, biết giữ lời và nói là làm. Tình cảm anh dành cho tôi không phải như mọi người nghĩ, rằng vì tôi có tiền nên anh mới chọn làm chỗ nương tựa. Chỉ những người không có ý tốt mới nói như vậy. Tôi là người trong cuộc, tôi biết câu chuyện ra sao, biết anh như thế nào. Tôi cũng là người khôn ngoan chứ không phải yêu nên mù quáng. Tôi khá khôn ngoan trong vấn đề tình yêu. Người nào đó thương mình thật lòng hay không tôi biết chứ. Người đó tốt hay xấu tôi đều cảm nhận được. Duy mà giống như người ta nói thì tôi đâu có dạy gì phải ôm cái khổ. Tôi tin tưởng bản thân và khi đã chọn thì chắc chắn không sai. Ngay thời điểm hiện tại, có người còn nói tôi là kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của Bảo Duy và Phi Thanh Vân. Khi đọc những lời đó tôi chỉ cười và không hiểu sao họ có thể suy diễn hay như vậy. Điều khiến tôi quyết định đi đến hôn nhân với Bảo Duy, một phần do tôi hiểu anh nhiều, một phần cũng biết anh là một nửa còn lại của mình từ nay về sau. Tôi dành hoàn toàn sự tin tưởng cho Duy. Từ khi quen Bảo Duy đến giờ, khá nhiều người nói tôi ngu mới thương anh. Tôi không để bụng, ai chia sẻ chúc mừng thì chúng tôi cảm ơn họ. Chồng sắp cưới của chị từng dính tin đồn ăn bám vợ sau khi cuộc hôn nhân thứ hai tan vỡ. Sau đám cưới, vấn đề kinh tế của vợ chồng chị sẽ được thu xếp ra sao để Bảo Duy không còn bị mang tiếng như vậy nữa? Ăn bám vợ hả? Chỉ những người không quen biết về Bảo Duy mới nói như vậy, chứ biết rồi thì hoàn toàn nghĩ khác. Về vấn đề kinh tế, tôi để Duy tự quản hết.